Năm con giáp này tranh thủ mà hưởng hết sự nghèo khổ vất vả ngay đi nhé, vì vật đổi sao dời ở thời điểm cuối năm, vận may bất ngờ ập đến, tài lộc đổ về nhà như thác đổ, việc tậu nhà mua xe là điều nằm trong tầm tay. Năm con giáp này sinh vào cái khung số vất vả khổ tâm, gặp cảnh ngang trái trong cuộc đời, hiện tại là mất trắng tất cả ngay thời điểm lúc này, không những nghèo sơ nghèo sát mà còn xui xẻo đủ đường, chuyện hôn nhân đang chán nản, làm ăn thì lỗ nặng, nợ vay tứ phương, làm gì cũng không được suôn sẻ, thị phi gian lối, thì hãy tranh thủ mà hưởng hết sự nghèo khổ đi nhé, vì trong thời điểm cuối năm nay, năm con giáp này chính thức lội ngược dòng ngoạn mục. Tử vi cho thấy các bạn vô cùng thuận buồm xuôi gió, chuyển bại thành thắng, tiền bạc đổ về nhà, hạnh phúc viên mãn, làm đâu là thắng lớn tới đó, liên tục đếm tiền. Đó là năm con giáp tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dần và tuổi Dậu. Các bạn cùng kiểm chứng xem phải là như vậy không nhé.